Bắc Hàn đe dọa tấn công Nam Hàn, tin từ Bình Nhưỡng. Hôm nay Bắc Hàn đã đe dọa sẽ tấn công Nam Hàn nếu hắn thành thắt chặt thêm các cấm vận đối với Bình Nhưỡng theo một nghị quyết mới của Liên Hiệp Quốc. Bắc Hàn đã đưa ra lời đe dọa ngay sau khi Hoa Thịnh Đốn công bố thêm các hạn chế kinh tế mới để trừng phạt việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào hồi tháng trước. Trong những ngày qua, Bình Nhưỡng đã không ngừng đưa ra những lời đe dọa chống lại các cường quốc trong khu vực, và hôm nay miền Bắc đã hướng những lời đe dọa trực tiếp vào quốc gia hàng xóm của mình. Bình Nhưỡng nói rằng xử phạt có nghĩa là một cuộc chiến tranh, là một tuyên bố chiến tranh chống lại Bắc Hàn. Quốc gia ẩn dật này vào hồi đầu tuần cũng đã tuyên bố tẩy chay tất cả các cuộc đối thoại nhằm chấm dứt chương trình nguyên tử của mình, và tuyên bố sẽ tiến hành thêm các thử nghiệm tên lửa và nguyên tử sau khi Hội đồng Bảo an đưa ra nghị quyết chỉ trích vụ phóng tên lửa tầm xa vào hồi tháng 12 vừa qua. Đài truyền hình KRT của nhà nước Bắc Hàn đã loan báo một tin nhắn từ chính phủ Bình Nhưỡng gửi trực tiếp đến Nam Hàn. Người dẫn nguồn viên trích dẫn lời của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên của Bắc Hàn nói rằng nếu những kẻ phản bội bù nhìn trực tiếp tham dự vào các hình thức xử phạt của Liên Hiệp Quốc thì Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ có những biện pháp chống trả mạnh mẽ. Ủy ban này là mặt trước của Bắc Hàn cho các giao dịch với miền Nam. Hãng Thành cho biết họ sẽ xem xét liệu sẽ có thêm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào không, nhưng cũng nói rằng trọng tâm hiện nay là làm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án các hành vi của Bắc Hàn đã vi phạm các nghị quyết trước đây của cơ quan quốc tế này, trong đó có việc cấm Bình Nhưỡng tiến hành thêm các thử nghiệm tên lửa và nguyên tử, và cấm Bình Nhưỡng nhập khẩu nguyên vật liệu và công nghệ cho các chương trình này. Tuy nhiên, nghị quyết lần này không áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống lại Bình Nhưỡng.